Các bạn lại là mình đây. Video này mình sẽ làm một video là đi tô mỏ. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mỏ nha các bạn. Vứt cái sạc đi đây. Lấy cái cổ nữa. Đi mạnh em ơi. Lấy cái cổ ra đi. Để anh xem hết pin rồi. Còn đéo cổ. Rút một cái ra. Cái nào? Cái nào chả đang sạc đây. Sạc mấy mé đây. Còn mấy mé bên này nữa đây. Mấy mé kia kệ. Giờ nó ra quay hết pin rồi. Để cho nó đây. Sạc đéo vào pin đây. Ủa đi pè thật ba sàn ba máy ta tưởng phải giờ cái gì còn mạnh các em mạnh em rồi mấy này một mấy giờ rồi đi mạnh mấy này đấy à rồi ủa đi mẹ vẫn rồi mấy này trời toàn hai giây chứ mẹ mày đây chưa cái đít mẹ về nãy giờ chưa 43 này có sạc đâu 91 đây ở đây có sạc đâu đấy khi sạc thì cứ lấy chứ mẹ kia đây ở đây còn tối còn hết pin tối mày đang có mua bò không nhỉ mày lấy cái máy nào đây rồi cái máy đấy thì nó dính cả 3 giây rồi đây đó nhỉ dính vào rồi ok hết cặp cổ này bỏ cái sàn của mày ra mạnh rồi cái đỉnh còn mạnh bỏ sạc mày ra chả được bố mày bỏ đấy đi hết giờ rồi không có pin à ờ thì anh chơi thắng phải có pin lên nhà xem có một cái đấy ở trong có một cái thôi rồi nghe đây rồi đấy thì lấy luôn rồi ra đi xem bố mà bố ra bố lớn tôi một xong đấy bạn nghe mình xin một like đăng ký kênh cảm ơn cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô mỏ những bức tranh mà các bạn yêu thích
Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ, chị tiếp tục câu hỏi hết không? Nhất tâm vào xong, nếu bạn nghe cho mình xin like cái kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tôi ngọt nha các bạn. Có toàn mấy mày có liên quân không đấy? Có video liên quân nữa. Mấy nào? Mấy mày. Ừ, có bảo. Có không? Không biết. Có ghi thì không, không cho tạo vào album đi. Chỉ có tô mò này mới không cần tạo đâu. Có mấy cái. Có mẹ có đấy, 21 video. Cho nó vào album mới. Sao không mang không? Được. Nó xả không? Có à. Nó đi làm cái điếu. Vậy là mình đã tô màu xong nhé các bạn.